Tôi thấy bãi rác này nó thật là ô nhiễm, nguy hiểm về sau nữa, kể cả bốc tiêm, kể cả các cái chất độc hại họ tập trung họ đổ đỏ cả. Hiện nay ngậm dưới lông đất rất nhiều rồi đấy, giờ mưa với lụt nó trôi xuống bờ sông hết.